xe thì phải trở lại đến Houston, Texas. Cái lớp này ở Houston, Texas thì dễ dạy hơn. Khi mà cháu Hannah 12 tuổi đó, lúc mà hỏi Hannah talk to me, mà nó không biết gì hết, nó không có nghe cái gì đều tại ở trong store thì dễ hơn. Trước hết thì chào tất cả quý vị các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Trước hết là thầy chào bác và chào thầy Tuân cùng chào cô bé Na. Chào tất cả quý vị đã đến early cho cái chương trình, mặc dù chỉ có 5 phút, quý vị thấy không? Từ Hannah 12 tuổi mà bay lẹ thì chắc là bay phải quá tiện bay về được luôn. Rồi, cái sửa đầu tiên mà thầy muốn sửa cho con thì cho thầy 5 phút. Dòng nhạc của Bồ Lao bởi vì nó rất là ý nghĩa, sau năm 1975 họ tàn phá và muốn diệt cái dòng nhạc Bồ Lao. Chính vì cái lý do đó, nếu mà mình không mà revive lại, mà mình là một trong những người nghệ sĩ nói riêng và người trống sĩ nói chung, nếu mà mình không giữ lại thì con cháu của mình sẽ đánh nhạc rock từ đầu đến cuối. Chính vì cái lý do đó mà thầy muốn quý vị các bạn nhìn kỹ lại cái dòng nhạc Bolero, nó phát triển từ thời nào và nó đi từ thời nào. Rồi bây giờ thầy sẽ cho cháu Anna, không biết tại sao hai đứa mà nó giống tên nhau mà chỉ khác là chữ H. Một đứa tên là Hannah thì vừa mới dạy xong, rồi lúc đó thầy mới giật mình trống Hannah với thầy con giống nhau. Rồi bây giờ con đánh demo cho quý vị cái dòng nhạc Bolero trước, rồi thầy mới sửa từ cái đó, rồi mình update cái chân của nó lên. Con go hát cái Bolero trước, mọi người đang watch con đánh cái điệu Bolero, rồi thầy qua thì sửa lên, rồi mình apply lên Bolero chứ không phải rumba. Con Bolero, Bolero bên đây nhá. Go hát cái Bolero trước con. Bolero, Bolero. Tại vì không dám đánh chút biểu diễn, cái dục đại thì chẳng xa hết. Quý vị nên nhớ là Bolero, khi mà đánh trống thì cái chân bay nó nặng nhất. Tay thì nhẹ đó là đúng rồi, vì tay nhẹ rồi đó. Tay nhẹ mà chân nặng nha quý vị. Chút nữa thầy vô thì thầy với con sẽ làm một cái nhịp synchronize. Rồi go hát, chưa có nhạc. Rồi ta lại con. Bây giờ tay tự nhiên sao bị hư không? Tay con cầm nó thôi, nó trơn rồi. Nó không có cái force nào hết. Có nghĩa con cầm nó cũng như con ăn cơm, con ăn đũa kiểu này. Sướng quá, người ta phải dùng ra. Bây giờ tay con bị lệch rồi. Rồi rồi, ok. Hai cái này ha, con chăm nửa lại. Con chăm nửa lại thì con phải, thì hồi nãy con lên quá rồi. Thì con không có cái force nhiều. Con đánh mà con phải giới tới, còn con để gì nè. Less lên chút xíu, hồi nãy con bị quá cao. Hồi nãy con quá cao thì con xuống vậy. Thì cái con, tay con nó để sẵn đó, nó design cho con ngay cái bấm. Rồi nãy con đi trên cái đó luôn. Rồi, giờ cô hát lại thì cái sao nó reinforce, nó chắc hơn cho con luôn. Rồi quý vị và các bạn thấy cái dòng nhạc Bolero nó là như vậy, nhưng mà nguyên thủy nó là gì quý vị? Chứ không muốn nghe đâu. Rồi, nguyên thủy dòng nhạc Bolero nó là gì quý vị? Cái nguyên thủy đó rồi cái qua một cái tháng năm từ thế kỷ thứ 19 qua 20 họ đổi từ từ. Họ đổi từ từ cái thành ra về Việt Nam, cái người Việt Nam mình chế. Chế riết rồi tôi không biết Bolero nó giống như rumba sao bây giờ. Cứ nhớ rõ ràng Bolero vẫn giữ lại như vậy, nhưng mà Bolero cao cấp nó phải cần cái sự, có cái sức tìm biết. Bây giờ con đã làm được rồi, con nảy được nè. Nảy cháu vậy, hôm nay thì cháu nảy tại sao không lên cái bèo quý vị. Thì nó đổi cái trạng thái, cái âm nhạc mình đổi sao. Âm nhạc trống là nhờ sao, cái người ca sĩ thì ta nhờ cái biểu diễn, cái làn hơi. Mà đối trống là nó nhờ cái bell như vậy. Rồi
làm tự nhiên khi mà cái snare nó đụng chung với cái bell cùng một lượt. Từ từ làm được thì mình sửa, mình bút kem đi. Đó, cái quý vị thấy hay không? Nó more solid, nó chắc nịch hơn. Còn nãy là con đánh như là áp vịt con chơi những cái người bình thường. Nhưng mà khi con đánh pro và semi pro, con phải có cái nét của con nha. Rồi, go hát. Sửa được. Rồi, có nghĩa là cái xe đi chung với bell. Rồi cái bell. Là cái bell không phải on the tip cái này mà on the nè, đó, thấy chưa, hồi nãy là con gì không đúng. Đó, con nghe cái sound này khác theo. Thì con đánh cái con này tự động đến nó con vẽ một cái phần đũa trên cái ngay cái này của nó. Ừ, đó, con tạo ra cái sound nha. Rồi, con hát làm lại. Đó, này không? Hay không phải không? Rồi bây giờ apply thử cái dòng nhạc coi có nó phù hợp không nha. Rồi đánh cái cũ và đánh cái mới thì con sẽ nghe cái different. Rồi bây giờ đây là mình mượn một cái track bên đây cho cháu để thử coi quý vị xem cái different của đó là do cái sự chuẩn bị của mình. Mình bước lên sân khấu mình có sự chuẩn bị thì mình thấy đánh hay hơn cái người bình thường. Cái người bình thường người ta chỉ copy mà mình là creative. Khi mình creative mình sẽ tạo cái thế nó hay hơn. Nào quý vị. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Quý vị thấy cái bell chưa? Rồi con cô bắt lại cái cũ con coi. Thấy chưa, nó không nghe rồi hết. Bây giờ con hiểu cái different không? Con muốn đánh hay là con phải biểu diễn. Rồi cô bắt lại cái mới. Bên râm ba chứ rồi cái đó là cái phần điệp khúc. Rồi bây giờ con cô bác lại cái râm ba có thiếu bao nhiêu thì cái dấu đánh tự do theo kiểu của con chứ con nhớ bao nhiêu thì sửa bao nhiêu. Hoặc nhìn đầu á là thấy nó gớm nhưng mà cái tiếng solid của cái frame shot nó không được mạnh lắm. Con kéo về cái bàn tay con kéo về lên đây chút xíu, kéo về hướng này. Ừ đó, thì con đổi cái sao ra lại chút xíu. Ừ, nó mô sao còn ngay con chỉ nghe cái cạch chứ không nghe cái kíp. Ừ, rồi con đánh đi rồi thầy đánh thì con sẽ thấy cái different. Rồi. Có hai cái cần sửa trong đó tại vì mình đánh chơi không sao hết. Nhưng mà khi mình vô pro mình tự mình đổi mấy cái sao giùm cho thầy nha. Con có cái ingredient căn bản hết rồi. Bây giờ nhiệm vụ con phải upgrade lên sao thật hay. Đánh đi thì vô thì sửa trong vòng 2 phút. Đánh cho nó quen. Không có sai quý vị, không có sai một cái gì hết. Nhưng mà nhiệm vụ nó làm cho dòng nhạc hay hơn thôi. Rồi bây giờ cái sửa đầu tiên của thầy nha. Sửa cái đầu tiên của thầy á, là sửa trên cái này. Chúc mình sửa cái này nha. Rồi. Quý vị tiền thân của cái bolero nó là rumba. Tại vì quý vị đang đi á, đang đi Sài Gòn chẳng tiếng nữa, tự nhiên nó phải ra Thủ Đức Biên Hòa, tự nhiên chẳng tiếng nữa vẫn còn Sài Gòn, chẳng tiếng nữa vẫn còn Sài Gòn. Quý vị bị lạc rồi, có nghĩa là Sài Gòn. Mà khi qua bên đây thì cái thằng này đang bolero thì đổi qua cho tên ta rumba chứ chạy một tiếng nữa rồi cũng phải Sài Gòn. Có nghĩa là tên bolero qua đây nó phải đổi cùng một cái chân bay. Rồi bây giờ làm sao mà cháu nó làm hay nhất
Quý vị có hai cách, một là nó làm đúng là trên đây, nó rải trên đây mà trên đây không hay bằng cái căm này quý vị. Tại cái solid, cái đó là để dành mình rải, là mình đánh rất là nhẹ nhưng mà âm nhạc nó rất là lớn. Mình demo thì thật là hay nhưng mà khi ráp vô băng nhạc không ai nghe được cái đó. Trừ khi nào người ta mic cái mic vô để recording thì người ta sẽ nghe đó. Khi trên nhạc thì khuyên tất cả quý vị start ra bằng câm là mute. Mute cái này. Thì cái nhấn ở đây là cái này là chính, với lại cái thom thom là chính. Rồi quý vị sẽ chen cái sao tự động, quý vị sẽ xem cái sao cái điệu nó hay hơn. Rồi bây giờ cái này là chính và cái này là chính, cái này là chính. Thì chỉ có cái này là không có chính thôi. Mà con nhả được cái cuối là con emphasis trên cái cuối á, là cái cuối hay nhất cộng chung với cái này nha. Rồi thầy sửa thêm một lần nữa là xong hoàn chỉnh cái điều đó. Rồi mình ráp vô bài nhạc. Đang ở bootcamp nha, ráng lắng nghe chút xíu nha. Rồi về nhà đến lại kiểu cũ nữa là đi học lại một khóa nữa đó. Bây giờ con đã lên, con đã dỗ rồi, đừng có đánh lại cái lối cũ nữa. Mình phải sửa, thì bây giờ sửa kinh sửa tay nhiều lắm. Go hát con. Nhớ là cái nhã này quan trọng, mà đánh câm không đánh trên nó nữa nha. Rồi bỏ cái đó đi, tại cái đó nó sẽ không nghe đâu. À, rồi hay hơn không? Thấp khi đừng lên, đừng có sợ nó đánh hư thì mua lại cái khác. Thì giờ đó nó có cớ mà đi mua, có đánh nó tét xong rồi nó mua. Bây giờ hay hơn rồi, con trở lại cái cũ này, cái cũ con đánh sẽ không nghe một cái âm nhạc hay rồi không nghe đó. Bây giờ nó lên cái đó con phải style gì, giờ con đổi nhịp cho chắc này nha. Coi nè, con đạp dùm cho thầy, mà con xài cái kia thầy đánh cho nó chắc nè. Con làm sao con chắc, còn cái này con đang sợ, con nghĩa con đang sợ, cứ đánh chắc tại vì con đã đánh rồi. Con nhiệm vụ con làm chắc hơn thầy nha. Đó bây giờ mới là hay nè. Hãy chờ bây giờ mới là hay nè. Thấy không? Con đánh nhất bắt quy định của nó nè. Đó bây giờ nó đánh rất là hay nè. Ủa thằng sao không nha. Đến cái thằng nào nó lụa con sao? Lỡ mấy thằng nó thấy không? Dạ nó sổ tét. Đi ra cho chút đi vô. Đặng nghe rồi. Nhưng mà phải coi ra chứ, trời ơi, mấy nguồn đen mà nó lượn nó xô ông giặt á, mình chỉ chấp nhận. Rồi, nó nhỏ nhỏ, tại nó xô ông con. Mình nghĩ đen nó xô, nó chỉ cầu sao. Mấy xô ông lên xe không? Ngay đây. Ok, rồi, đó bây giờ cái con nghe cái sao của con more solid, cô hát lại một lần nữa. Khánh quyết định cái tay con đổi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Đó phải không? Rồi bây giờ con sẽ apply chung với dòng nhạc nha. Ôi trời ơi, nãy giờ không nói. Hên là filter vẫn còn đẹp. Dạ em quên là nãy giờ em quên bỏ filter quý vị. Lỗi của em quá chừng trời đất đó. Rồi thì chào luôn trống sĩ Harry Dương nha. Rồi trộn điệu luôn con. Xài một cái roulette để đi qua luôn lại cái bolero con. Rồi thì chào luôn người đẹp ca sĩ Khánh Thùy nha. Nhiệm vụ của trống sĩ là gì? Nhiệm vụ của trống sĩ là làm bài nhạc hay hơn, giữ nhịp
cho người ta, chứ không phải là mình ngồi mình chỉ lót đường nấu chống sĩ, không bao giờ lót cho nhạc sĩ. Đừng bao giờ nói tao mượn mày lên mày phiêu dùm chương trình. No, tôi không đánh trống nếu mà anh không cho tôi lập hợp của member. Nghe kỹ nha quý vị, khi mà cháu nó đánh á, thầy đã nói là cái này là cái hay nhất của cái người đánh trống. Nếu quý vị làm được cái này tôi không làm được bài nhạc này. Đứng hai con, một cái ra đứng hai thầy, là con mình có hai camera, một cái ra đứng đó rồi một cái ra quay đây quý vị. Rồi thì chào luôn Phú Lê nha. Phải này Phú Lê mà ở ngoài Bắc mà hát cái bài gì mà dân giang hồ. Rồi cho tôi xin chào luôn. Đó, vừa quay được con mà vừa quay được thầy hai máy luôn đó nha. Rồi rồi thì chào luôn người đẹp Mỹ Kim Quỳnh nha, thì chào luôn Phú Lê. Sau đây xin mời các bạn thử thích một nhạc phẩm. Ủa bữa nay có mưa không ạ? Hôm qua mưa nhưng mà bữa nay hết mưa, chẳng lẽ tôi hát bài nắng không? Tôi hát bài mưa cho nó dễ quý vị, một bài quen thôi quý vị. Xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ.
Giải mã cho cái việc khi mà người lớn họ không đánh như tụi mình, khi mà nó lên mà thấy một cái đứa con nít mà nó đánh gì cổng quản hộn té đáy trong quần, cổng sử dụng cái sức tìm biết đi ra, nhưng mà cái sức tìm biết quản không bằng cái sức tìm biết ở trong trường học. Thầy chỉ cho dặn với vị hai cái sức tìm biết, chờ thầy chút xíu, cái máy này nó banh rồi. Rồi bây giờ cái dạng thứ hai của mình upgrade để người lớn họ không ăn hiếp mình. Đa số người lớn mà khi thấy con nít mà nó giỏi tự động người ta nổi nó khùng lên. Nó là vua, nó là hoàng hậu. Thì mà khi thấy một cái đứa nhỏ mà nó bắt đầu mà nó giỏi rồi bắt đầu ngồi dưới chê, thầy bị hoài à? Thầy là cái người mà thầy là mấy công già mà 70 tuổi ngồi cứ cái chê thầy cho nó, mấy bác
cái bác giỏi hơn con, sao mấy bác chơi kỳ vậy? Trời ơi, con xin sao để muộn nhưng mà con cũng đi học vậy. Rồi tôi ngồi tôi biểu diễn chồng các mấy ông già sao đó. Rồi cái thứ hai mình cần phải sửa. Mấy ông giảm chơi sức tim, mình chơi sức tim mình hù lạ. Tại mấy ổng cái chân, mấy cái chân của ổng nó không được nay mình rồi con đứng lên. Bây giờ cái thứ nhất mình còn sửa cái sức tim. Rồi tại sao Svan nó bị sức tim với lại cái ấy nó ra sao? Cái ấy bay của quý vị thì bỏ cái dép rồi quý vị sẽ thấy. Cái bay của mình là quý vị giờ thầy giải thích theo cái lý thuyết bay ấy nè quý vị. More relax, quý vị đánh nó ấy more relax. Bục, chắc bục, bục. Nó làm gì quý vị? Mà khi quý vị mà concentrate quên đẩy đẩy cái cây của cái thứ hai, cái thứ nhất dẫn đến cái thứ hai. Bởi vì còn cái hai cái quay thì đó không sao. Đó, cái thứ hai. Rồi, làm một quay hai cái. Thầy sợ mất video thành nên thêm cái một cái sai nữa quý vị. Rồi, quý vị biết là khi á mà cái tại sao người ta gọi là roulette ấy và roulette 16 quý vị. Roulette ấy biết nha, bây giờ mình dặn giải thích roulette ấy biết. Roulette ấy biết thì cho anh nàng nó đánh quả dạng nó là gì quý vị. Này đi theo lắm trong trong học á, người ta đi theo mấy cái này. Rồi lúc quý vị realize ô bây giờ mình cần cái 16, đúng rồi con. Khi quý vị roulette ấy nó sẽ là gì quý vị? Tại sao gọi là ấy biết? Quý vị sẽ giải thích là ấy có nghĩa là gì nè. Mình no 1 2 3 4 5 6 7 đó là roulette ấy. Mà roulette 16 quý vị 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. À, chính vì lý do đó mình gài cái 16 nó vô cái chân quý vị. Rồi thì giải thích lại một lần nữa. Tại sao người ta gọi là nốt 8 mà TH là 1/8 của cái nốt. Rồi người ta 1/16 là quý vị phải lẹ. Có quý vị đang đánh gì mà quý vị đang roulette ấy nè quý vị. Xài cái symbol thôi quý vị. Bum bum 1 2 3 4 5 6 7 8 là quý vị đang roulette ấy. Rồi cũng một cái nhịp đó quý vị phải roulette double cái giọng tóc lên. Rồi sao à? Bum bum 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Chứ không phải là tự nhiên đang cái đó quý vị mà drop xuống cái là quý vị sai 1 2 4 5 6 7. Cái đó thì người ta mới create được cái chân của 16. Chân của ấy nè quý vị 1 1. Còn chân kia là 1 1. Đó lại là 1 1. Thành ra khi mà muốn đánh 16 bé nà cô nà phải nà nó phải dỡ cái chân gót so nhóm gót heel up vân vân. Nó gọi heel up vân vân. How can you say with your nhóm gót? American word. Nó nói là hold the whole leg and stand on it. No, heel up quý vị. Nó còn cười đó, tôi chưa biết mà ông gì vừa phải nha. Tôi chưa biết ông là biết mà sao nó nói. Tại vì trời ơi, thầy là dở tiếng Mỹ lắm. Thầy là người Mỹ thật. Thầy đâu dở tiếng Anh quý vị. Thầy cứ gây lộn nó hay. What do you mean thầy heel up gót? Đây, đại khái là quý vị. Cái chân quý vị gót á. Thầy cái gì nó phải gấp. Rồi bây giờ cái đầu tiên của con bum 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 cho là nha. 1 2 3 4 5 6 bum 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 2 3 4 5 6 bum bum. Rồi bây giờ mấy cái người kia họ sẽ không làm được. Tại gấp quá, gấp quá. Cái người mà cao niên mà khi thấy nó đánh được ấy mà tính cái kia bị đuối nè. 1 2 3 4 5 6 bum 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 2 3 4 5 6 bum 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 2 3 4 5 6 bum 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 bum. Rồi sửa cái đầu tiên là slip cái chân bay vào cái kick của 16 trong bài kick của ấy nha quý vị. Rồi hết. Bum bum bum. Ừ đó nha quý vị thấy là bây giờ là cái chân bay 16 không còn là nó một quay nữa. Không, cái đầu vẫn là ấy nhưng mà cái này hay hay hơn. Quý vị thấy solid. Tại vì mình vẫn còn cái miếng pháp của cái mình không nghe cái xe vậy. Rồi cũng một cái thác nước đó luôn nó vô bên rumba, xài luôn cho rumba luôn.
Wow, hăng mới bị. Bây giờ những điệu nhạc bắt đầu hoàn chỉnh, nó không có cho mình ở cái dạng mà lười biếng nữa. Rồi cái thứ hai, nếu quý vị đánh đường nữa thì biểu diễn cho mấy cái ông mà ông ngạo tụi mình. Tại ổng đâu đi học, ổng là 30 năm kinh nghiệm. Xin lỗi ha. Tôi 3 tháng rồi chưa có, 3 tháng 3 giờ tôi chưa có nữa, 3 phút chưa có ở đó mà 30 năm. Trời ơi, học một điệu mà 30 năm. Thôi, em sorry nha quý vị. Em xin sao để muộn, em học có 3 tháng em master được cái kho, mà quý vị phải tốn 30 năm thôi. Trời ơi, 1 năm ở trên kho là trên, nó lấy tôi 15 ngàn 15 ngàn cho đến 50 ngàn ra xong cái cua. Trời ơi, quần lính đó con, nó là đồ là mua máy xe tôi á, tôi không có máy xe, tôi vô để trong một cái chỗ mà rip shop mà tôi mua đó, nó ăn cũng bận đồ đẹp đó. 30 năm mà đi học hết trẻ tiền đây. Bây giờ cái đó, cái thứ hai mà con có thể làm được nữa, cô bé Na có thể demo cho quý vị được, thì thay vì cái ấy hồi nãy ngay 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bụp bụp, thì bây giờ con bụp bụp luôn, con remove luôn cái 4 5 lên 4 5 5 5 nè. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 bụp bụp, à bụp 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 chết bụp bụp. Rồi xài tất cả chương sức tim biết hết, thử coi. Trời ơi, mà lên mà thi về trống là rớt hết á. Nha, rồi, go ahead. Ừ, cứ ráp nó vô từ từ, thì con thấy cái effect của system, cái chân system. Đó, rồi bùng, hai lần sao? Nhưng mà tay còn ngại, tôi nói trời ơi, chơi gì kỳ vậy, tôi chưa bao giờ xài system mà tay nó còn ngại, rồi, đánh sao cho nó quen thuộc thôi. Ừ, cứ bình tĩnh, cái xếp nó vô. Ừ, đó. Rồi thì mở nhạc cho con đánh theo nha, để nó khỏi bị ngượng. 1, 2, 3. Ủa, sao nó im lặng vậy? Dạ, xin lỗi đàn mau phong sinh rồi quý vị. Thầy chào luôn người đẹp Trương Mỹ Lan. Rồi thầy chào con nha, Kevin Quỳnh và Hai Di Đà Phật. Wow, đúng rồi con. Khi mình xài cái technique thì tự nhiên cô bé nào quên mẹ không gặp đây. Rồi, con làm được thì không quên mẹ nó bên đây rồi. Đứng lên khách. Khi mình đã khám phá traditional, nhiệm vụ nó chỉ đổi thôi quý vị nha quý vị. Đó, bây giờ chân sức tiên thật là hay, bé nó đã bỏ vô rồi quý vị. Yeah.
kỹ ha, ngô kỹ lắm không em. Em chắc ngô kỹ là một cái thằng bé mà đánh trống ở về về mấy cái nhà thờ của mình, thầy nghĩ chắc hai đứa bằng nhau, có thể nó nhỏ hơn em. Nam bây giờ 9 tuổi rồi. Na chín rồi hả? Thầy nghĩ thằng Ngô Kỷ chắc 10, 11 rồi. Để thầy chắc là coi Ngô Kỷ nó là giỏi nhất bên trong mà trống của Mỹ. Nó không biết đánh tango nào, cũng không biết đánh bolero với rumba. Trời ơi, nó lên là nó ngồi đánh rock không mà ai cũng mê rock. Mà khi mà Ngô Kỷ mà đánh về về mà nhạc Latin music hay nhạc Việt Nam, bảo đảm nó thua ông Nam. Ông Nam mình chưa expo nó về rock, nhưng ông Nam nó được. Nhưng mà tại vì tụi mình thiên về nhạc nhạc của Việt Nam, thành ra nếu mà cho hai đứa mà lên biểu diễn chung một cái sân khấu thì thằng kia thua chắc, nhưng mà Nam nó sẽ thua kia về rock, tại vì mình không học nhạc rock nhiều. Rồi bây giờ thầy sẽ chữa cho con cái chân của xì lô rock nha, con đánh lại con đơn giản nhất là xì lô rock cho thầy, rồi mình slip cái chân sixteen vô cái xì lô rock còn sang hay hơn nữa, nó một cái xì lô rock rồi update cái xì lô rock với bell. Rồi slow rock mà chân xích tim. Rồi thì chào luôn Cường Quách nha. Rồi hát coi. Mình chơi những cái thứ người ta sợ thôi con. Rồi dưới sự thông minh của con tự slip cái xích tim biết vô mà không cần thầy chỉ. Suy nghĩ thử. Ừ. Cái con của nãy là con bực bực, bây giờ là con muốn bỏ không? Bực bực là sao con bỏ vậy đó? Con thông minh là con tích cái ao ra được là hồi nãy mình đánh cái điệu thường đã ấy, bây giờ cái tương lai của con nó bực bực, bây giờ là bực bực thử coi. Đó gần được nhưng nó là một phần tám, một phần 16 nhịp, ráng được gần được. Rồi thầy vô sẽ đánh mẫu cho con. Đấy, tập thử là con đã lên cái technique hồi nãy, con slip cái chân bay vô xích tim. Tất cả chân bay ở trên thế gian này nó đều là ấy biết hết. Rồi bây giờ con giỏi hơn người ta, con phải vô cái xích tim nha. Rồi luôn nó vô luôn cái điệu đó. Đó. Bụp bụp, đó đó. Chắc chàng bụp bụp nó màu rồi. Chắc chàng bụp. Thấy không? Cái thứ hai nó sẽ bụp bụp. Rồi. Đánh một cái điệu đó thì điệu slow rock của mình phải bị chậm lại, cũng như bolero. Trời ơi, ngày hôm nay thầy thấy thầy lên vô tình thôi quý vị, đang hồ đang trình diễn ở đâu ở trên miền miền Bắc miền Trung gì vậy, rồi quay lại ban nhạc nạc ban nhạc, ủa sao các anh đấy mà giọng Bắc nữa, mà nó nghe nó chú mà nó chát lắm. Mà cái thằng dốt Donald, em rất là giỏi về ca hát nhưng mà em rất là dở về nhạc, đừng bao giờ quay lại chống sĩ mà em nói em nhục cho em á. Rồi thầy nói cho quý vị câu chuyện vậy nè, ủa sao các anh đánh zamba gì mà chậm thế, zamba là lẹ, rồi tại sao không nói người ta anh đánh giùm em bolero, người ta đánh zamba là lẹ mà nó lại nói với người ta là đánh đánh zamba đánh chậm lại thôi, nó bolero đi. Quý vị ca sĩ, tất cả ca sĩ trung tâm họ không có đi học trống, khi mà họ nạt quý vị không biết đánh cha cha là tại vì họ tưởng cái đó là cha cha nha. Mình nạt không hát thì hát đi. Gặp thầy mà trời ơi, thầy mà còn dám tay đôi với anh Tuấn Ngọc, gặp cái thằng Đơn Hồ là để nó muốn đánh trăm ba lên đây. Trăm ba của nó nè quý vị, nó nói các anh đánh trăm ba là chậm cho tôi nè, nó nè. Ba không mạng nó đánh ta bolero đi, có nghĩa là anh không có ý thức, cứ nghĩ mình là ca sĩ của trung tâm rồi muốn nạt ai làm cho ban nhạc quê kể được đó, cái show đi xuống luôn, ăn tiền của người ta nhưng mà insult intelligence của những người trống sĩ
cô bé đây nó nhỏ nha, tôi kêu nó bằng sư phụ, tôi kêu nó bằng cô. Và tại vì nó có một cái sự đầu óc còn ngon hơn cái thằng đan hồ, nó ngu, nó dốt. Trời ơi, nói với người ta là nói điệu bolero. Anh nói rumba thì người ta bán rumba, người ta bán pha lẻ lên. Anh hỏi mấy người đàn sĩ coi rumba là gì, rumba là 108 trở lên. Trời ơi, mưa nghìn nắng trên biển vắng thì giống người ta bolero. Trời ơi, dốt mà quay lại chống sĩ. Bởi vì thầy rất là ghét những cái hạng người không biết đánh trống mà vô phê bình về trống, không biết đánh keyboard mà vô phê bình mấy keyboard, không biết hát mà vô nói thằng này con này không ngân được. Mà thiệt mấy đứa đó không ngân được. Rồi bây giờ cái mà mình cần phải sửa ở đây là cái điều struck. Slip cái chân vô. Bây giờ struck có nghĩa là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8. Thôi mình remove cái này để mình nghe tiếng snare. Khi mà cái nhịp ấy biết quý vị là nó đang là triplet rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là cái thứ hai quý vị phải cần nó set nó qua cái system cho thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Có nghĩa là mình đổi cái chân bay mình nha. Rồi, cháu nó nghe được rồi, nó hiểu rồi. Nhiệm vụ nó apply thôi. Rồi còn thêm một cái technique bên kia nữa, cũng xài bell nữa mà roll. Go ahead con, có 2 phút con mastermind cái điệu mới. Cái normal của ấy, rồi bây giờ cái thứ hai nó slip cái system vô. Chơi hôm nay dễ hơn. Nó như mới nhả là nó phải bùm bùm. Wow. Rồi bây giờ con xài một cái normal của bên đây. Con xài một cái normal bên đây rồi thầy chỉ cho con cái bell. Đánh normal của con đang thường đánh thường xuyên rồi thầy mới sửa update lên quý vị. Đừng có đũa. Vì đũa mà quý vị muốn cầm nó roll nó thì ba cái ngón này nó sẽ đẩy cho quý vị nha. Mang đẩy rồi. Hiện tượng của con nè, giờ mình đứng mình xài nha. Con xài cái đó, thầy xài cái này. Nghe coi nè, con khi con roll con đẩy con như là điệu ăn roll ha. Giờ mình roll cái này cho dễ không? Mình roll cái này dễ. Con đẩy nè, là ba cái ngón finger để đẩy con. Chạy vô cái điệu thì đánh hơi lao chút xíu nha quý vị. Tại vì cái technique đó mình cần phải tập ở nhạc. Chứ giờ mình vô apply đi, coi nó đi. Mấy người lớn đánh không quý vị, không thấy mấy người nhỏ đánh. Tại mấy ông kia 80 nó mới có 9 tuổi à, so sánh sao được. Tôi năm nay 100 rồi quý vị. Tôi bị dư giữa ông già. Nó cộng lại mới ra tôi rồi. Rồi có nghĩa là gì? Slow motion. Khi quý vị đã cầm cái thế này, ba con ngón tay này nó đẩy cái lực. Nó sẽ trông nó bao trước. Khi mà nó bao trước, tập cho nó bao trước rồi roll nó. Rồi đang đánh normal bên đây biểu diễn rồi biểu diễn bao bên đây luôn. Chung với nhạc quý vị coi chờ how well cháu nuôi. Rồi bây giờ mình trở lại ôn sơ của mình.
Tụi ơi, mì xeo dương, áo dài ngọc ánh quá chừng luôn. Rồi, tới đây xin mời quý vị và các bạn thưởng thức. Nãy giờ nó tặng mình từ 1 người lên đến 5 người. Rồi, bây giờ luôn Trinity, Nguyễn, Cường Quách và Nguyễn Di. Trời ơi, vô quá chừng mà nó cho mình có 4 người bắt được vậy nha.
được không ạ? Mai nữa này. No, no, thứ sáu hoặc thứ bảy. Thầy có thách cái mở cái thách ra. Thầy nói nhắc thầy. No, thứ sáu là của em lộn. Thứ sáu là của nó là thứ bảy. Của nó là ngày mai mà này, một tay mà này. Ồ, của nó ngày mai mà 1 giờ không? Đúng rồi này. Rồi, nó lộn. 11 giờ. Rồi 11 giờ sáng nha con. Ráng đi ngủ nha, tối nay mày chơi game là sáng nay mày đánh không nổi cho mày chơi rock à. Rồi đến excellent job con. Bye con. Rồi bữa nay nó happy rồi đó. Con nhớ coi là video này quan trọng lắm nha. Con sửa tay sửa chân rồi ra đừng có vô sửa lại nữa, nó mệt lắm á. Hồi nãy là ông ngoại hay là ông nội? Ngoại nữa rồi. Thì sao hai? Sao mày giống ông ngoại quá vậy? Rồi, nay chơi hai máy con. Nó đứt phim. Tại mình chơi dỗ mà ta chơi hai máy đó, chứ không phải là nó muốn chơi hai máy đâu. Bài con. Rồi thì chào luôn Tuấn Đi Nguyễn, Chiêu Bùi, Ký Trần hoặc là Kỳ Trần. Thầy nghĩ chắc là Ký Trần. Cái bài mới hơi trouble cho thầy chút xíu nha quý vị. Nghệ sĩ Di Thành đã bị tụi nó cắt rồi quý vị. Nó cắt mà nó nói là nếu mà tao phạm lỗi lầm tao xin lỗi mày. Bởi vì mà bác và đảng nhà nước mà khi mà lỡ mà cướp đất của ông ta mà bồi thường lại thì bồi thường là một mét vuông là 90 triệu á, thay vì mà bán 90 ngàn mà đi bán là mấy chục triệu một mét vuông á, thì chắc cái xã hội này nó tươi đẹp không quý vị. Thực sự có an ninh mạng đó quý vị. Nó không xảy ra cho các em, nhưng mà nó xảy ra những người như thầy. Mà khi mà mình mất cái giá trị, tại các em không có lên Facebook, các em không có làm video hay bất cứ gì, nó cắt thì em đổi cái sim ra. Nhưng mà đối với một cái đời người nghệ sĩ như thầy, từ năm 2008-2009 thầy đã lên rồi, tất cả những video là nó tốt hết quý vị, tốt không còn một cái. Có những cái mà maximum lên 40 ngàn, mấy cái 20 ngàn, 30 ngàn đối với thầy thì quá dễ. Còn bây giờ hả, 10 người còn chưa có nữa. Quý vị thấy không? Ngày xưa cái số mà quý vị đang chỉ, cái số mà 3-4-5 rồi quý vị, cái đó số lên y chang như mấy người ngoài đời 200-300, có một cái lớp hoàn toàn gì, cái số lên 200 mấy luôn quý vị. Là chỉ là chỉ đơn thuần đơn giản là dạy đàn guitar thôi. Nhưng mà bây giờ an ninh mạng là nó thông đồng với tụi Facebook. Thứ nhất là khi nó thông đồng Facebook nó phải ăn tiền thì nó mới promote video cho mình. Mà nó cũng là cái thằng hai mang, là thằng Facebook á, nó là có lợi cho Cộng sản. Thì Cộng sản nói gì là nó tước hết rồi. Nó delete mấy cái video, nó xóa và nó có khả năng,
nó khiến cho thằng Facebook mà cái chi nhánh bên Việt Nam nó lại nguyên bản cắt hết những cái video quý vị mà nói xấu về chế độ. Mà mình nói xấu có lý do là con Tiến Sĩ Lưu. Tiến Sĩ Lưu nó quá thông minh, mình muốn con cháu mình thông minh hơn. Thì nhờ cái ngành nhạc chứ tôi không muốn vô ngành dược, ngành y. Thuốc thì bán thuốc lậu mà thuốc giả. Mà bà Kim Tuyến hay Kim gì thì nói một câu là no, mình đâu biết thuốc này thuốc giả đâu, thuốc này nó trị bệnh chưa tới. Thuốc giả mà sao mà trị bệnh tới mà không tới. Nó là hèn nhát mà chỉ biết là giết dân nhiều hơn. Hoặc là một năm bây giờ người dân phải hiến máu, lúc nào mà cho hiến máu. bữa nào sẽ có cái luật mà ban hành mà đi đánh Trung Quốc có quý vị nữa là tất cả quý vị và đàn ông từ 18 cho đến 68 sẽ bị được tuyển dụng, trong cái 68 còn đi đánh giặc được gì nữa. Chắc là lúc đó là mình là đi khiêng giác đạn cho chiến trường. Có nghĩa là có những cái hình luật nó quá đáng phòng quý vị. Rồi thì chào luôn người đẹp ca sĩ Cát Ly. Thì chào tất cả quý vị, thì chào luôn Quảng Tính, Cát Ly X Tàu Trên Thái Bình Nguyễn. Đa số là fan của ca sĩ Cát Ly rất nhiều. Tại vì nó không có ngăn chặn quý vị. Thì các quý vị thấy pop up mà thầy đọc những cái tên mới, quý vị giật mình là sao? Là tại vì từ xưa giờ chị Khánh Thùy chị không có livestream nhiều, thành ra mượn cái máy của chị. Thành ra cái máy của chị bây giờ người ta vô rất là đông. Có nghĩa là gì? Anh muốn cắt ở bên thầy á thì phải nể mặt Khánh Thùy, là Khánh Thùy đang giữ một bộ video, mặc dù nó không nhiều, nó không tới 100, nhưng mà tất cả các học trò của thầy và các môn đề của thầy, các bậc thầy cô đều có thể giữ video được mà khỏi phải tốn tiền mà đi mua cái software thì nó ác lắm. Nó chơi cái tình là gì vậy? Ai mà làm bất cứ một cái điều gì vậy? Thì nó lên trên trận, nó phá cho điên đảo, rồi mình phải đút tiền cho nó, rồi nó mới đưa lại cái video cho mình. Trời ơi, chơi đó. Không phải hèn nhát, không phải cộng sản. Anh chơi cứ rờ vậy đó. Và hầu như tất cả mọi người đều biết là trong phải riêng gì thầy vì chơi cái tình đó là cách hay nhất. Một là xóa bài của mình, may là mình dạy học mà họ còn sợ mình, mà họ sợ té đáy trong quần chứ. Mốt mà thầy hay cùng số một người bạn mà mình đi mà hoạt động chính trị nữa, mà vừa dùng cái tiếng đàn thì người ta thường nói cái người chiến sĩ còn có thể dùng ngồi bút để đã phá một cái, làm một cái cuộc cách mạng. Thì cách mạng ở bên Hồng Kông do Anh Phong, thì mình dịch tên nó là Wuxifong gì đó, nhưng mà thầy không muốn đọc cái tiếng Tàu Wuxifong gì đó. Thì Anh Phong đó ảnh start một cái phong trào, mà phong trào mà anh lên được 2 triệu, cả thế giới đều ngạc nhiên. Ủa sao thằng quỷ có 17-18 bộ mà sao thông minh vậy? Nhưng mà cái tinh thần yêu nước của người ta, phải biết là Trung Quốc là quỷ đỏ, mà quỷ đỏ thì sẽ ăn thịt người. Thì cái bill mà dẫn độ về là gì? Quý vị phải giàu để kéo được thân nhân quý vị mà dẫn đồ về bên Trung Quốc. Cái chen chết, quý vị thấy nó sát hại người Tây Tạng chứ. Nó giết người Tây Tạng mấy triệu, từ 7-8 triệu mà còn lại 1-2 triệu. Những người mà sống hiện tại bây giờ người ta còn đang lưu vong. Thì y chang như câu chuyện mà ngày xưa mà Do Thái mà bị người Do Thái mà bị giết mà Đức xã nó giết mà không thương tâm vậy đó. Thì cái người Tàu họ, cái mộng họ bành trướng rồi. Biển Đông cũng vậy. Biển Đông họ bất cứ cái gì mà có lợi cho họ. Mà khi các ông nhà giàu cũng tham lam rồi là muốn lấy vợ của quý vị, lấy chồng của quý vị và lấy luôn tài sản quý vị, đó là các ông Tàu. Còn cái người Tàu vẫn còn người tốt, nhưng mà họ vì hèn nhát. Họ cũng như chang như người Việt Nam mình, vì hèn nhát thôi. Tôi lo gia đình tôi không xong, tôi lo cho gia đình của anh. Thì cái anh chàng trai trẻ này Hồng Kông là một cái người đầu tiên trên thế giới mà có khả năng nói ra 2 triệu người lắng nghe. Thì cái ngồi bút rất là quan trọng. Họ sợ tiếng đàn của thầy, tiếng đàn ta lư. Tiếng đàn trên sắp bò bò. Bây giờ họ chặt hết. Thì thầy phải cầu cứu ca sĩ Khánh Thùy nó cho thầy mượn một cái Facebook để thầy lên. Mà lỡ mà nó có chặt thầy thì mấy người học trò họ vẫn còn cái Facebook mà họ để học. Và các em nghèo bên Việt Nam thương các em nghèo, thành ra thầy mới đẩy cuốn video này chứ. Chứ lên đây làm gì? Lên đây thì mình chỉ cái cách mình là nấu giò cháo quẩy à. Người ta họ đó không làm. Còn mấy ông thầy giỏi lên đây này,
bài đường quyền số 31, chân xoạc ra ở bên tay trái, tay nâng lên với một góc độ 37-38 độ. Ấy sai, lên chút xíu. Trời ơi, tôi mà dạy võ rồi là trên online là tôi thấy có hàng triệu khán giả, nhưng mà thấy sống dạy võ đó. Thầy chỉ là yêu âm nhạc, là một cái người thuần túy yêu âm nhạc, đi học trường nhạc ra, muốn giúp cho quý vị trong cái thuần túy đó mà không sai, để bị những cái lớp mà bậc đàn anh, hay bậc đàn chị, hay là bậc trưởng thượng mà họ chê mày. Tao đánh trống cả thời mày còn có ở trường. Rồi thầy mới hỏi, ủa bác và chú đánh trống bao nhiêu năm mà? Tao đánh nó 50-60 năm. Rồi bác kia, bác lên, bác dạy cho con bồ la rồ. Các ông lên tỉnh bên là bồ la rồ này nghe nha. Chết bập bà bâm bâm bập. Chết bập bà bâm bâm bập. Trời, đúng đó, bác đang có nghĩa là bác đánh cái này từ lúc mà còn vua Bảo Đại phải không? Sao mày biết? Tại bác tuổi này là bác là gần ông Bảo Đại rồi. Bác đánh kiểu bồ la rô vậy mà bác nói bác đánh trống mà còn con ở trường. Đúng rồi, con chưa sinh ra nữa. Bác nói quá đáng. Thời ông vua Bảo Đại con chưa sinh ra nữa. Phải không? Mà thôi, bây giờ con đánh điệu bồ la rô cho bác. Bực chèn chắc bực bực à bum bum bực bực chèn chắc bực bực à bum bum bực bực. Ủa sao mày đánh gì kỳ vậy? Sao đánh Âu Mỹ quá? Con là người Mỹ mà. Cái mặt mày Việt Nam ra không phải. Dạ, con là người Mỹ tho bác. Mười Mỹ gốc tho là nó rất là thơm bác. Trời ơi, tao tưởng mày là thằng Tây. Con thấy là thằng Tây đen, thằng Tây trắng. Không, con không phải Tây, con là người Việt Nam. Nhưng mà con là Tây tại con đang ở phường Bờ Bình Pháp, ở quận 13. Rất mày nhớ mình dẫn không thiệt. Tao có thằng nhân ở Bờ Bình Pháp thì bác cũng là Tây luôn. Nhưng mà con là Tây Ninh. Rồi thầy chào luôn MC Lê Ánh Chính và TV Cup. Rồi sau đây xin mời quý vị các bạn đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Thùy. Một lần nữa cảm ơn ca sĩ Khánh Thùy mới có được cái video này. Rồi trận đầu trận đuôi an ninh mạng mấy ngày nay gầm tôi mất cả ngàn video, mà tự nhiên cái bà Khánh Thùy ra đỡ đạn, không thằng nào nó cắt nữa hết. Rồi đã vậy rồi gửi dư luận riêng vô, mày đánh như cục, mày đánh như cục. Trời ơi, tụi bay chút xíu nữa quý vị sẽ nói tờ tụi nó đem má nó ra đập. Nó đập má, đập mẹ tùm lum này quý vị. Rồi lúc đó quý vị cười mới biết là có ăn lên mạng nha quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Đấy, sau đây xin mời quý vị thưởng với tiếng hát của ca sĩ Khánh Thùy. Giặc trầm qua, đi tới một ngôi làng, thấy một cái cây giáo đường họ bắn phá nát hết, đó là giặc cộng. Ngày xưa là bài này là bài nổi tiếng quý vị. Tội ác cộng sản vẫn còn đầy dẫy theo hình ảnh quý vị, mà những người nhạc sĩ thông minh họ làm một bài nhạc thật là hay. Đừng quên nha. Có ai về miền quê lửa khói cho tôi nhắn vài câu, cho tôi nhắn vài câu. Anh cũng xa lâu rồi, không biết anh còn giận hờn em nữa thôi. Trời ơi, anh đi lính anh đâu có tha em đâu mà anh giận hờn em làm cái gì. Rồi thì chào luôn Lê Ngọc Hiếu, Thiên Thanh Độ, Nguyễn Phi Tuấn, Hoàng Tiễn, Ghi Trần, Chiêu Bùi, Tấn Đi Nguyễn, Hạnh Nguyễn, Áo Dài Ngọc Ánh, Mì Xeo Dương, Quá Trần Lượng, Julie Trần, sorry chị, Xuân Ngọc Duyên, Julie Trần, người đẹp Trương Mỹ Lan bên Pháp. Thầy chào con nha, Kevin Quỳnh, A Di Đà Phật cho thầy gửi lời thăm mẹ con nha. Ngô Mỹ, ban nhạc Hương Thơm, wow, Bú Lê. Thầy chào luôn nhạc sĩ Lê Nhất, Phòng Thu Lê Nhất. Và thầy chào luôn trống sĩ Harry Dương. Thầy chào luôn Định Cà Phê. Thầy chào luôn trống sĩ Lệnh Râm, Nguyễn Đình Tony, Trần Quê Trọng. Thank you.
Thank you.
Thomas ở thành phố San Jose, California. Jennifer Ý Nhi thì ở thành phố Houston, Texas. Rồi thầy chào luôn trống sĩ Bi Năm Hoạt cùng ông Hóa Huyền. Những người bạn cuối cùng đã vào xe trực thuộc Lê Ngọc Hiếu, Tiêu Thanh Độ, Nguyễn Phi Tuấn, Hoàng Tiễn, Kỳ Trần. Bye bye. Bye bye nha quý vị.